Dạ. Tới chưa? Minh Ngọc Vlog xin kính chào quý cô chú anh chị các bạn. Hôm nay mình sẽ đi đám giỗ miền Tây nha cô chú anh chị. Đây mình đi đám giỗ ở Mỹ Lộc, Cần Giuộc, Long An nha cô chú anh chị ơi. Đây mình sắp đến nơi nha cô chú anh chị. Dạ rồi. Tới nơi rồi cả nhà ơi. Đây mời cả nhà nhập tiệc vừa cùng với Minh Ngọc Vlog nha. Đây đồ ăn rất là ngon nha cô chú anh chị. Hấp dẫn ghê luôn. Đây là món cháo hải sản thơm ngon cô chú chị. Vô 100% luôn. Giới Bình Chánh uống dữ luôn cô chú anh chị. Anh Việt ơi, anh Việt ơi, chị đi chửi em quá giờ sao rồi. 1, 2, 3, vô. MC lôi tới đứng này. Đó. Dung rồi, có Dung rồi. Vâng, xin cảm ơn chào đón những đại biểu quý vị có mặt tại buổi tiệc giỗ cô chú tại nhà chú Văn Lân. Và lời nói đầu tiên cho tiên nhân được thay mặt gia đình của những người thực hiện chương trình đã hoàn thành sống cố cảnh thì vừa nói ăn chị út đỡ một cái chút sức khỏe không người chung mừng chúc chồng. Vâng, thưa quý vị, hôm nay là ngày 30/7/2023, cũng là ngày mà gia đình của chú Văn Lân đã tổ chức buổi tiệc cúng cơm để tưởng nhớ về người cô chú đã khuất, đó là đại biểu của người Việt Nam ta. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
vô để đụng với chị cái gái nè. Đây muốn mới cả nhà ơi. Đường thế bằng mắt. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hey! 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 H
video mình đến đây cũng xin kết thúc nha cả nhà ơi. Nếu cả nhà có yêu thích video của mình, xin hãy cho mình một like và đăng ký kênh và chia sẻ cả nhà ơi. Chúc cả nhà một ngày mới nhiều sức khỏe, an lành, hạnh phúc, thành công nha. Cảm ơn cả nhà.